Từ khi Oppo Reno 7Z này ra mắt thì có rất nhiều bạn yêu cầu mình là so sánh chiếc điện thoại này với những chiếc điện thoại khác đi. Và video trước đó mình cũng đã so sánh với chiếc Oppo Reno 6Z rồi. Trong video hôm nay mình sẽ so sánh với lại chiếc Oppo Reno 6 bởi vì hai chiếc điện thoại này thì có rất nhiều điểm tương đồng nhé. Và mình cũng sẽ chia video này thành hai phần. Một là nên chọn Reno 7Z và hai là nên chọn Reno 6. Nên các bạn muốn xem phần nào thì các bạn có thể chọn phần timeline phía dưới nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Đầu tiên, lựa chọn Oppo Reno 7Z chắc chắn phải nói về phần giá bán rồi. 10,5 triệu đồng cho chiếc máy này và 13 triệu đồng cho Oppo Reno 6. Chênh lệch lên đến là 2,5 triệu đồng thì đây là một con số rất lớn. Thậm chí rằng bạn có thể dùng 2,5 triệu đồng này để mua những phụ kiện công nghệ khác nhau. Để cho các bạn dễ hình dung nhất thì Reno 7Z không được tặng tai nghe bên trong hộp đúng không? Các bạn có thể sử dụng 2,5 triệu đồng này để mua tai nghe cao cấp nhất của Oppo, đó chính là Oppo EnQX. Thì cả chiếc máy này lẫn tai nghe đều cho chúng ta một trải nghiệm rất tốt. Thứ hai là Reno 7Z đi kèm bộ quà lên đến là 3,5 triệu đồng. Trong đó chúng ta sẽ có một máy massage cổ này và một loa đổi màu. Theo mình thấy á, hai phần quà này nó đều rất là thiết thực. Còn nếu như mà các bạn tính trên mức giá, mình không biết là tính có chính xác hay không, nhưng mà nếu trừ chiết khấu đi tầm khoảng 1 đến 2 triệu đồng cho bộ quà đó, thì khi mà chúng ta trừ ra chắc chắn là không thể nào trừ được rồi. Nhưng mà chúng ta thử trừ xem thì nó chỉ còn mức giá là 8 đến 9 triệu thôi. Và đây là một con số rất là hợp lý cho chiếc Oppo Reno 7Z khi chúng ta có một thiết kế đẹp như thế này. Sẵn nói về phần thiết kế thì mình sẽ nói luôn phần này. Thì 100% các bạn thích Oppo Reno 6 là bởi vì do nó có thiết kế đẹp. Thì đây, trên Oppo Reno 7Z chúng ta đã có thiết kế đó rồi. Mặt lưng Reno Glow có, cạnh viền vuông vức có, máy cầm đầm tay mỏng nhẹ có hết. Mọi thứ đều có trên Oppo Reno 7Z mà mức giá của nó lại rẻ hơn rất nhiều so với Oppo Reno 6. Như vậy, điểm chốt đơn ở trên Oppo Reno 7Z so với Reno 6 chắc chắn đó là phần ngoại hình. Mà mình thấy là thậm chí Oppo Reno 7Z nó còn đẹp hơn nhé. Đặc biệt là phần cụm camera này. Viền sáng của Oppo Reno 7Z rất đẹp. Chỉ cần các bạn cắm sạc vào thôi là các bạn đã thấy được nó đẹp thế nào rồi. Và thứ hai, đó chính là cụm camera này cân đối. Như mình đã nói ở video trước thì trên dưới trái phải mọi thứ đều cân đối hơn so với trên Oppo Reno 6. Nên tổng quan, phần lớn người dùng chọn Oppo Reno 7Z này bởi vì ba yếu tố sau đây. Thứ nhất là mức giá dễ chịu hơn. Thứ hai là được tặng bộ quà rất thiết thực. Thứ ba đó chính là thiết kế quá đẹp. Phần tiếp theo mình sẽ đưa cho các bạn những lý do mà chúng ta nên chọn Reno 6 hơn, mặc dù phải nâng cấp lên 2,5 triệu đồng nữa. Đầu tiên chắc chắn đó phải là phần màn hình rồi. Bởi vì các viền màn hình của Reno 6 mỏng hơn khá đáng kể so với trên Oppo Reno 7Z, đặc biệt là phần viền dưới. Phần cầm của Reno 6 nó mỏng và nó sexy, nên khi chúng ta trải nghiệm nó cũng mang lại một cái trải nghiệm nó tốt hơn. Và nhìn vào tổng thể thì nó cũng cao cấp hơn là so với Oppo Reno 7Z. Điểm thứ hai đó chính là camera. Camera trên Oppo Reno 6 xuất sắc hơn nhiều so với Oppo Reno 7Z. Đặc biệt là chúng ta có camera góc rộng để cho các bạn có thể chụp được bao quát hơn, nhiều thể loại hơn. Bên cạnh đó, phần mềm camera của Reno 6 được tối ưu tốt hơn so với Reno 7Z. Cụ thể là các bạn có thể quay phim được siêu chống rung này, có thể quay phim AI này, quay chân dung bokeh flare này, chụp bokeh flare không nói rồi ha, và có thêm nhiều tính năng khác nữa. Như vậy, về camera thì cả phần cứng lẫn phần mềm Reno 6 đều xuất sắc hơn so với Oppo Reno 7Z. Điểm thứ ba khiến các bạn chốt đơn Reno 6 đó chính là về phần hiệu năng. Khi chúng ta có một vi xử lý mạnh hơn là Dimensity 900, nó sẽ tốt hơn so với Snapdragon 695. Nhưng mà đó vẫn chưa đủ khi chúng ta kết hợp với tần số quét màn hình lên đến 90Hz ở trên Reno 6. Mà ở trên Reno 7Z thì chúng ta chỉ có 60Hz thôi, cho nên cái trải nghiệm của bạn cũng sẽ không thể nào mượt bằng so với Reno 6. Điểm cuối cùng là pin. Mình sẽ không nói đến phần thời gian sử dụng của cả hai máy nhé, bởi vì nó cũng xem nhau thôi. Nhưng khác biệt lớn nhất đó chính là về tốc độ sạc. Reno 6 được trang bị công nghệ sạc SuperVOLT 65W, còn Reno 7Z chỉ là SuperVOLT 33W thôi. Con số gấp đôi như vậy cho nên thời gian sạc của Reno 6 cũng sẽ gấp đôi ở trên Oppo Reno 7Z. Cụ thể, Reno 6 mình sạc đầy chỉ trong 30 phút thì Reno 7Z lên đến là 1 tiếng. Nên phần này thì Oppo Reno 6 thắng áp đảo so với Reno 7Z. Tổng kết lại, nếu như bạn đang dư dả tài chính thì mình khuyên là nên nâng cấp lên Reno 6 luôn. Còn nếu bạn không có quá dư dả nhưng mà lại muốn một thiết kế đẹp này, camera chụp chân dung xuất sắc này, và thời lượng pin sạc nó cũng ok, thì cứ lựa chọn Oppo Reno 7Z nhé. Ý kiến của bạn như thế nào thì đừng quên để lại phía dưới phần bình luận. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.